Chị này khá là đẹp đấy, chứ không bình thường đâu. Chị đẹp như cú sút của Quang Hải khi ở Thường Châu. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một cái video vô cùng đặc biệt khi mình sẽ có hai vị khách mời vô cùng nổi tiếng. Và hãy cùng chờ xem đó là ai nha. Chào tất cả mọi người, tôi tên là Sóc Nâu. Đá banh thì cũng tạm tạm chứ tôi không nói dốc đâu. Hôm nay tới học hỏi nơi anh Đỗ Kim Phúc. Mong cho tài năng bóng đá mình cao thêm chút. Tôi vào sân đá một cách khéo léo. Khi mà tôi sút là trái banh nó bay véo véo. Hậu vệ đội bạn á thì rất bực, thủ môn bất lực, phải kêu méo méo. Ok. Phải nói là một phần giới thiệu phải nói là vô cùng đẳng cấp đến từ Sóc Nâu. Yeah. Và tiếp theo sẽ là vị khách mời thứ hai chúng ta. La 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 la, em muốn đi đâu chơi tối nay? La 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 la, alo cho anh sẽ tới ngay. La 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 la, em mơ cha đất vẫn cứ xoay. Hãy để sổ lo, anh mang xuôi xa đến gió mây. Già khiêm mọi người ơi. Một trong những hot boy rất là đẹp trai, hát rất là hay. Mỗi tội là bài hát vừa xong thì không thể khen anh Phúc cùng nào cả. Nên là cái phần của Sóc Nâu anh vẫn thấy có một cái gì đấy đáng yêu hơn, dễ thương hơn. Nhưng mà vẻ đẹp trai của em cũng gỡ lại được rất là nhiều thứ. Và bây giờ sẽ là game đấu số 1. Và ở game đấu 1 này của chúng ta thì sẽ là T-Skill. Và rất là tò mò là không biết hai thanh niên này là trên sân khấu nhìn rất là hào nhoáng, rất là điển trai, với những cái phần rap, phần hát rất là hay, thì không biết là ngoài sân bóng thì có kỹ năng không. Thì bây giờ anh sẽ đố là mỗi người sẽ tự biểu diễn 3 skill bất kỳ của mình mà mình thấy là tâm đắc nhất để cho khán giả cùng xem. Và các bạn ở ngoài hãy cùng chấm là xem là cái phần skill đấy của ai hay hơn mọi người nhá. Rồi thì chắc là ai sẽ thi trước nhỉ? Anh Phát Nâu. Em thấy dễ. Ồ, rất tự tin. Đúng là bản lĩnh của mình, cái người đã từng vô địch những cuộc thi mà rap battle đúng không mọi người? Ok nào, và chúng ta sẽ cùng xem là Sóc Nâu sẽ làm gì nào. Rồi, Kiềm ơi. Vòng chân around the world luôn. Trời ơi. Focus, focus. Oh, wow, 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 wow. Như vậy là vừa xong có thấy là Sóc Nâu, phải nói là em thấy sao? Em thấy anh đỉnh quá rồi. Bất ngờ, anh không nghĩ em. Hôm nay em thấy anh mời em luyện tập với. Đâu? anh xem clip trên mạng TikTok thấy em sút bóng kinh lắm mà. Em sút thôi chứ em dây không được. Không dây được á? Dạ, vâng. Thế thì em có skill thì em làm skill đấy thôi. Mình cứ tự thoải mái thôi mà, feel đi. Ôi bạn ơi. Ôi em ơi. Giả vờ đấy. Xong em ơi. Em thử rap một câu gì đấy về Gia Khiêm nào. Anh sẽ tặng cho em hai câu nè Gia Khiêm. Em muốn thắng anh hả? Thôi đợi ra riêng. Em ơi. Không dám ra riêng đâu, em sợ lắm. Sắp tháng 12 rồi, sắp ra riêng của nhanh nữa em ạ. Em ừ, em tiếp đi em ơi. Tiếp nhà anh. Ok, skill số 2. Oh! Người ta chơi chân đây, người ta chơi tay. Trời ơi. Đừng đùa, Linh ra rùa. Nào, làm gì nào. Thôi đừng làm em lo lắng em không làm được đâu. Ok, làm đi, làm gì em ạ. Em sao đây? Em không hiểu tại sao bóng lại lên đúng không? Đúng rồi. Em làm gì mà bóng lại bay lên tay em ấy? Em cũng chẳng hiểu nữa. Bảo về đâu anh? Anh cũng chưa hiểu. Xin hốt về nha. Bảo đấy hên quá. Ok, mọi người thấy vừa xong thì 3 skill của Sóc Nâu hay là 3 skill của Gia Khiêm hay hơn thì hãy để lại một comment nhận xét ở đây nhá. Và bây giờ sẽ là game đấu số 2. Và ở game đấu số 2 này chúng ta sẽ có thêm một khách mời nữa, đó là bạn Thảo Phạm. Đây là một người bạn rất là thân của mình trên TikTok các bạn ạ. Thân này lo đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp nên là hôm nay cũng trốn chồng qua đây chơi nhỉ. Sao cứ phê chồng làm gì nhỉ? Coi như là chưa có chồng đúng không? Các bạn đã chưa có chồng nhầm. Mỗi người sẽ thử nghĩ ra 3 cái câu nói gì đó thật là thú vị để thả thính một cô gái nhưng mà trên sân bóng nhé. Và chúng ta có thể sử dụng những cái câu nói liên quan đến quả bóng này, các vị trí trên sân này, hoặc là bất cứ cái gì mà có trên quanh đây. Bất cứ cái gì mọi người có thể dùng để nói ra, để làm sao ví dụ như là cho Thảo thấy hay, Thảo thấy kiểu happy, Thảo nở một nụ cười thật là tươi, hoặc là Thảo bị đốn con tim của mình chẳng hạn. Đấy, chúng cứ xem chị như là độc thân. Đó mọi người ạ, thì đấy, thì thấy ai ok hơn thì lúc sau sẽ vote cho người đó nha, được không Thảo? Ok. Anh sẽ cho mỗi người 5 phút để suy nghĩ nha. Anh nghĩ 5 phút không đủ đâu anh. 5 phút không đủ á? 5 phút bắt đầu. Ê, bấm giờ rồi.
A few moments later. Rồi, giờ đến lượt đứa nào tán chị nhỉ? Giá Khiêm. Đúng rồi, em đến đây và có nhiệm vụ làm chị siêu lòng nhé. Chị cầm trái bóng em. Chị ném một người em đi. Hả? Ấy, em bị thương rồi chị. Vớ vẩn. Chị hỏi em tại sao? Tại sao? Em bị thương chị á. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng. Phổ đam yêu thương phải chắc. Chị, bạn chị nào? Không, nói chung là vẫn hơi nhạt mọi người. Nope. Tiếp theo là sau nào. Lần đầu gặp chị gái, chị tên là Thảo Phạm. Để mà cưa được chị thì em cũng không bảo đảm. Tim em là khung thành, bị chị suốt vào trong. Khi mà chị bước tới, cuộc đời em thành màu hồng. Vào luôn. Nói chung cũng cảm xúc cũng già già hơn bạn kia một tẹo. Ôi trời ơi. Bạn kia ngắn quá chưa kịp cảm nhận. Chị thấy trái bóng đang làm gì không chị? Đang lăn. Lăn đúng không? Trái bóng thì lăn trên sân cỏ. Em thì lăn vào tim chị. Chào chị nè. Ok. Chị này khá là đẹp đấy, chứ không bình thường đâu. Chị đẹp như cú sút của Quang Hải khi ở Thường Châu. Ok, nhắc đến Quang Hải là thích. Rồi, đây là lần thứ 3 tấu hài của hai thanh niên. Giác Khiêm. Anh cùng chờ xem, rất là hồi hộp đây. Không biết là lần cuối cùng của Giác Khiêm sẽ như nào. Mong là sẽ có bộc phá. Bộc phá đúng không chị? À. Chị có coi đá bóng không chị? Chị có, ừ, cứ coi là có. Chị có đúng không? Chị có coi cái trận MU với lại Liverpool không? Có. Có đúng không chị? Trận bóng đấy như tình cảm của em dành cho chị chứ. Không phai. Hiểu không chị? Chị không. Ôi trời ơi. Thương em mình. Ơi, thật sự là một câu vừa xong rất hay đấy. Câu vừa xong rất là đẳng cấp, rất là hay luôn. Nhưng mà chỉ có những người mà yêu bóng đá thật sự ấy thì người ta mới hiểu được. Còn những mà đây chính là sân bóng nhưng chưa có thủ môn, biến nó thành nhà mình để anh gọi chủ hôn. Nghe nói hôm qua em yếu, hôm nay anh yêu em quá. Về phần đẹp trai ấy thì không cần bàn cãi nữa, nhưng về độ nhạt ấy thì chị dành cho Gia Kiêm. Câu rất là ngắn gọn xúc tích. Còn về sau nào, một phần trình bày rất là đầu tư bài bản hay, chung là làm hơi rung động một tí. Chứ không chị có chồng rồi chứ không. Chứ không chị hết rồi. Và bây giờ sẽ là game đầu cuối cùng chúng ta hôm nay, và có thêm sự hiện của anh Phạm Trọng Thi và thủ môn Trung Dương của chúng mình. Yeah. Công nghệ rất là mới trên đầu. Ok. Ok. Rồi, và bây giờ sẽ là phần thi penalty. Và bây giờ hai em sẽ thủ tỷ chọn người nhé. Em mà thắng thì có thể chọn này. Em nào? Em chọn này, em chọn này. Rồi, ta thắng là về phút đúng không? Không, không phải. Anh đùa mà. Ok. Chúng tôi bạn đầu tiên này mạnh quá. Chúng tôi hủy diệt thôi, hủy diệt thôi. Nhưng mà chúng tôi không sợ đâu các bạn ơi. Hãy cùng nhìn chúng tôi. Mỗi bên sẽ có hai lượt sút, tổng là sẽ có 4 cú sút mọi người nhá. Hai lượt đầu tiên của bên team anh Thi mọi người nhá. Hãy cùng chờ xem. Ok. Thì freestyle. Nope. Ê, rồi ơi. Rớt mấy con chim rồi. Đã trượt rồi nên em đã trượt được chưa được cũng bằng. Really nigga. Cho hai bạn trẻ giải quyết nhau. Trước khi sút, Sóc Nâu có rap một câu. Tất cả mọi chuyện chỉ là dễ dàng. Mỗi khi mà em sút là không thể cản. Gái sớm. Ôi trời ơi. Đúng là không cản được. Không thể cản được các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng chờ xem sút của Gia Khiêm. Let's go. Gia Khiêm và Trung Dương. Nope. Như vậy là sau lần đầu tiên thì chưa có bàn thắng nào cả mọi người ạ. Em nghĩ là thứ hai mình đá gần hơn một chút đi, tại vì Trung Dương bắt thầy quá mọi người ơi. Ok, team mình Trọng Thì và Sóc Đầu sút. Như vậy là một pha điện lòng. Vào đi để hai bạn còn tránh tay. Nope. Ôi bạn ơi. Hồi nãy chỉ là em giỡn thôi. Lần này em không giỡn thì em đừng giỡn nữa nha. Vào là thắng luôn.
Có phải vậy? Hít một hơi thật sâu rồi. Hết mình nào. Dạ Khiêm. Xin vĩnh biệt cụ. Thua thì chúng ta vẫn thắng trong lòng anh ạ. Anh em mình thắng với nhau rồi đúng không? Chúng ta thắng rồi. Ok, ok. Anh thua tại anh đòi sút gần đấy. Sút vào là anh sút xa khi anh thi không sút được. Quên mất. Thôi không sao. Hôm sau hôm nay sân nhà của mọi người mình chỉ là muốn tạo một cuộc chơi vui vẻ của mọi người thôi. Các bạn nếu mà thấy clip này thú vị thì đừng quên là dành một nút like và share cho chúng mình. Đấy, cảm ơn hôm nay sự góp mặt của Giác Kim, Sóc Nâu, anh Thi cũng như là Thảo Phạm. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.